mình chính xác là cái phần mình thích nhất. Cây thông Noel á, để mình thử đặt về để trang trí cho cái phòng của mình nhá. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì mình sẽ quyết định đặt nó ngay gần cái tủ lạnh này. Ở bên trong sẽ có cây thông Noel và đồ trang trí nhá. Đây là cái lần đầu tiên mà mình được lắp cây thông Noel đó. Đầu tiên là lắp cái chân, sau đó đến tán lá. Mình sẽ tách từ vùng lá to, sau đó tách đến vùng lá nhỏ. Last Christmas you gave me my heart. Ok, thế là cũng sắp tách xong phần bên dưới rồi. Xong rồi gắn phần bên trên lên. Mình gọi thằng em mình ra làm cùng ấy, nhưng mà nó bảo mình dở hơi. Nhà đã bừa rồi lại còn thích Noel các kiểu. Đấy, gắn ngôi sao lên là mình đã hoàn thành cây thông Noel đầu tiên. Ok, rất là nhiều đồ trang trí siêu cute luôn. We wish you the Merry Christmas, we wish you the Merry Christmas, we wish you the Merry Christmas and a Happy New Year. Ta-da, và đây là thành quả của anh em tôi sau 40 phút vất vả.